Alo, xin chào vị đã lên chương trình trực diện TV. Thì vừa qua thì chúng ta thấy có một bài báo ở trên cái tờ gọi là Seattle Times đã viết về cái việc một người đàn ông 70 tuổi mang tên là Michael Bloor đã có một cái việc mà nhận một cái chi phí điều trị, và cái hóa đơn này thì toàn bộ những cái tập hồ sơ gồm có 181 trang, thì trong đó đã ghi lại rất là rõ về cái việc mà cái bệnh viện của ông ta nằm đó, trong cái việc mà ông ta bị nhiễm COVID-19 theo cái kiểu là dương tính và cái bệnh rất là nặng, và sau đó thì cái việc điều trị của cái bệnh viện này và người ta tính toán tất cả các cái chi phí cho cái ông ta, và cái hóa đơn đó được tổng hợp là cái chi phí hơn 1.100.000 Mỹ kim. Thì với cái số lượng và cái số tiền tính như thế này thì nó đã tạo ra bất ngờ không chỉ cho ông Michael Bloor mà còn tạo ra rất là nhiều cái sự tranh cãi ở trên các báo chí của Hoa Kỳ nữa. Thì nói chung là cái việc mà chi phí y tế của Hoa Kỳ, là chúng ta biết Hoa Kỳ đa phần là cái hệ thống y tế là tư nhân, do đó các cái bệnh viện đi nữa thì người ta cũng hoạt động theo cái kiểu là tự sinh lợi, và ở mỗi bệnh viện nó có những cái giá cả nó cũng khác nhau nữa, từng khu vực nó cũng có khác nhau nữa, bởi vì người ta vịnh vào rất là nhiều các lý do, thí dụ như là những cái bác sĩ tài giỏi, những cái nhà khoa học hay là những cái chuyên viên y tế tầm cao, rồi các cái bệnh viện họ trang bị các cái thiết bị máy móc đầy đủ như thế nào đó, và cái cung cách phục vụ của họ trong cái cho những người nằm viện ra làm sao. Thì ông Plo đó, ông ta đã kể lại là khi mà nhận được cái hóa đơn như thế thì ông ta cảm thấy hết sức là bất ngờ và còn phải thốt lên luôn là không thể nào mà tin được, kiểu như trời ơi Chúa ơi gì đó. Thì cái việc mà ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta thấy là mỗi cái người dân Hoa Kỳ đa phần là phải có cái bảo hiểm y tế, thì bảo hiểm y tế nó nằm ở rất là nhiều dạng khác nhau, hoặc là bản thân mình tự mua, hoặc là mình đi xin, hoặc là mình được người ta cho, ví dụ mình đi làm ở hãng xưởng này kia các thứ thì có khi hãng xưởng họ mua cho mình, và có những hãng thì họ mua toàn bộ là mình không phải đóng đồng nào hết, và có những cái hãng đó thì mình phải đóng một phần, ví dụ như họ mua một tháng là ví dụ như đóng cho các bản thân mình và gia đình đó gồm khoảng chừng 400 đồng thì mình đóng ví dụ 100 đồng hoặc là 50 đồng hoặc là bao nhiêu đó. Và bảo hiểm cũng rất là nhiều loại, có loại thì đi khám bác sĩ mình phải bỏ thêm một tiền ít, hoặc là khi nằm viện thì cũng phải bỏ một ít, rồi có những loại thì hoàn toàn người ta chu cấp hết. Còn đối với những cái loại bảo hiểm mà phía bên nhà nước họ cho đó, thì đa phần á, là người dân không phải đóng tiền. Và trong cái dịch COVID-19 như thế này đó, thì cái chủ trương hay đúng hơn là cái luật lệ của Hoa Kỳ đó đã nói rất là rõ, khi xảy ra cái mùa dịch, cái đại dịch nó đến, thì chính phủ nói rằng những cái vấn đề liên quan đến cái COVID-19 này là do chính phủ hoàn toàn đài trợ hết, từ cái việc mà khám xét nghiệm cho đến cái việc điều trị. Thì cái hóa đơn mà đưa ra như thế này thì cái số cụ thể của nó là 1.122.501 đồng Mỹ kim, thì đây là cái số lượng kinh khủng thiệt, đúng là nó quá lớn so với cái mặt bằng của Hoa Kỳ. Thì cái việc mà một cái bệnh viện ở Seattle mà lại đưa ra cái giá này thì chúng ta thấy nó quá nặng. Thì trong đó cụ thể đó người ta giải thích là cái tiền nằm ở cái phòng gọi là chăm sóc đặc biệt đó, cái phòng gọi là điều hồi sức tích cực gì đó, nó là 9.736 Mỹ kim cho mỗi một ngày, nó là gần 10.000 Mỹ kim một ngày. Thì cái bệnh viện họ kê lên cái con số kinh khủng như thế, và sử dụng cái phòng gọi là kháng khuẩn trong 42 ngày, tức là cái phòng mà gọi nằm trong hồi sức tích cực đó, 42 ngày, hơn một tháng, gần tháng rưỡi đó, thì nó là 409.000 Mỹ kim, tức là gần nửa triệu rồi, chúng ta thấy hết kinh khủng chưa. Mà cái chi phí dùng máy thở trong 29 ngày đó là 82.000 Mỹ kim. Một cái máy thở ở Hoa Kỳ được tính khoảng chừng 40.000 Mỹ kim thôi là máy thở cũng rất là xịn rồi. Nhưng mà người ta nằm trong vòng 29 ngày, tức là còn một ngày nữa là 30 ngày, là một tháng rồi đó. Thì cái việc điều trị đó được tính rằng á, là 82.000 Mỹ kim. Và cái việc điều trị trong 2 ngày gọi là nguy kịch đó, 2 cái ngày mà gọi là cứu vớt ông ta từ cái chỗ mà tưởng chết rồi á, đi trở lại cái cuộc sống, thì trong cái 2 ngày đó đó, cái sự mà tập trung thuốc men, tập trung bác sĩ như thế nào đó không biết nữa, mà hồi ta tính rằng gần 50, coi như 50.000 Mỹ kim trong một ngày, 2 ngày đó không là 100.000 Mỹ kim. Và
cái hóa đơn cũng giải thích cặn kẽ là các cái chi phí cho quá trình điều trị, và cũng như là ông lo đó là có bảo hiểm, và cái bảo hiểm của ông nó bao gồm cả Medicare nữa. Thì chúng ta hiểu được rằng ở Hoa Kỳ cái Medicare đó là cái vấn đề bảo hiểm toàn phần cho những người lớn tuổi, những người ở Hoa Kỳ từ 65 tuổi trở lên thì không cần phải mua bảo hiểm nữa, và nhà nước họ cho. Thì đây là cái điều mà ở bên Việt Nam hình như người ta cũng đang áp dụng theo cái kiểu là cho cái bảo hiểm miễn phí cho những người lớn tuổi. Tuy nhiên cái mức độ lớn tuổi của Việt Nam hình như hồi trước đây thì quy định là những người trên 85 tuổi, sau này hình như có thể giảm xuống là 80, và đối với Hoa Kỳ thì người ta chỉ áp dụng tới 65 thôi. Thì ở Việt Nam chắc có lẽ là theo cái xu hướng phát triển á, thì có lẽ là người ta cũng sẽ từng bước hạ xuống cái tuổi của người già. Tức lúc đầu thì có lẽ là bị cái cuộc sống nó khó khăn, cái kinh tế, cái gọi là cái an sinh xã hội nó chưa có đầy đủ, cho nên chỉ áp dụng những người thật là già thôi, và sau đó thì có lẽ là miễn phí cho những người cái tuổi già nó thấp lại một chút. Và cái cột mốc 65 tuổi có lẽ là cũng là một điểm đến của cái an sinh xã hội của Việt Nam. Và bây giờ thì đối với cái Medicare của Hoa Kỳ đó thì được khám bệnh cũng miễn phí, được điều trị là hoàn toàn miễn phí, và được chăm sóc y tế nếu như những cái người mà 65 tuổi trở lên có vấn đề sức khỏe gì mà ở nhà đó, mà người ta cử bác sĩ tới hay là y tá tới tới nhà, hoặc là họ mướn những cái người khác để mà chăm sóc cho cái người đó đó, thì vẫn được cái Medicare là cái một quỹ bảo hiểm đó họ sẽ trả hết. Nói chung là họ không cần phải trả gì hết. Cho nên nói tóm lại là cái ông lo này ông ta có đầy đủ các cái bảo hiểm theo cái kiểu là miễn phí, và những cái bảo hiểm đó đó thì ông ta không cần phải trả một đồng xu nào hết, và ông ta đó chỉ nói là nhận cái số cái gọi là cái hóa đơn đó nó rất là nặng, đến 1 triệu, hơn 1,1 triệu, nhưng mà báo chí cũng không có nói là ông này ông phải trả bao nhiêu tiền hết. Thì chúng ta phải hiểu được rằng đó cái ngành bảo hiểm y tế của cái Hoa Kỳ đó thì họ có thể là chi trả rất là nhiều thứ, họ đã làm việc với tất cả các bệnh viện hay tất cả các phòng mạch, và họ làm việc rồi họ có những cái điều mà nhiều khi họ phải thương lượng với các bảo hiểm. Thì thường đó các bệnh viện hay các bác sĩ đó họ muốn điều trị một cái vấn đề gì cho các cái bệnh nhân, và những cái bệnh nhân đó họ có những cái bảo hiểm thì các cái bệnh viện họ thường liên lạc thẳng với cái bảo hiểm. Ví dụ như bây giờ đây này, cái bệnh nhân này có bảo hiểm của anh, nhưng mà chúng tôi chuẩn bị thay tim chẳng hạn, chúng tôi chuẩn bị thay thận, thì những cái thay thận như thế này thì cái chi phí nó như thế này như thế kia, và cách làm ra làm sao thì họ có những cái gọi là cái quy chế quy trình gì đó, và hoặc là có phác đồ như thế nào đó, thì những cái bước đi như ra làm sao họ có những cái chi phí và họ báo với bảo hiểm, rồi lúc đó bảo hiểm họ sẽ duyệt và họ sẽ đồng ý là nên làm cái gì và phương án ra làm sao các thứ này kia cái nọ. Còn những ý kiến nói rằng ở Hoa Kỳ nếu như không có bảo hiểm hoặc là những cái người nghèo họ sẽ chết hoặc là không được điều trị, thì những cái điều này cần phải xem lại, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thấy những cái trường hợp như thế. Thế cái kiểu là những cái người mà dưới 65 tuổi đi nữa mà không có cái dạng Medicare hoặc là không có các bảo hiểm, mà những cái người đó nếu như có bệnh tật hoặc là có những cái thu nhập rất là thấp và có cuộc sống bấp bênh, có cái khuyết tật về cái này cái kia nọ đó, thì người ta vẫn cho cái dạng bảo hiểm giống như là Medicare, tức nghĩa là cái dạng hoàn toàn là miễn phí luôn. Hoặc là những cái gia đình mà có cái thu nhập thấp á, rồi có con đông chẳng hạn, và những đứa con đó dưới 18 tuổi đó thì vẫn được Medicare là cái dạng như là cái bảo hiểm cũng toàn phần luôn, và cha mẹ lúc đó cũng được hưởng theo luôn, và đi khám bệnh cũng không có tốn tiền, đi chăm sóc y tế ngay cả nhập viện cũng không tốn tiền. Còn những người đi làm việc mà có thu nhập cao thì dĩ nhiên rồi mình phải mua bảo hiểm, và một khi họ đã mua bảo hiểm rồi thì họ cũng không phải trả tiền nữa, có nghĩa là nhà cửa của mình, xe cộ của mình, các cái tài sản khác của mình thì cũng không có một cái cá nhân hay là một cái doanh nghiệp nào hay là các cái bệnh viện đi nữa họ cũng muốn đòi mình nữa, họ chỉ đòi bảo hiểm thôi. Khi đó thì bảo hiểm họ trả, còn họ trả mắc trả rẻ gì đó thì bảo hiểm với bệnh viện họ làm việc và với bác sĩ họ làm việc thôi, chứ bản thân mình có bảo hiểm là mình không có lo gì hết. Còn đối với những người mà không có bảo hiểm thì như thế nào? Ngay tại Hoa Kỳ đi nữa, đối với những người không bảo hiểm mà không phải là trong cái diện mà COVID-19 này, thì một khi một cái người đó bị bệnh hoặc là bị tai nạn hay bị bất cứ một cái vấn đề gì, ví dụ giống như những người dư đơn lậu đi, hoặc là những người đi du lịch đến Hoa Kỳ chẳng hạn, mà khi xảy ra một cái vụ bệnh hoạn gì bất chợt chẳng hạn, và người ta không có bảo hiểm. Những người đi du lịch thì có một số thì họ mua các cái bảo hiểm gọi là bảo hiểm du lịch,
Nhưng mà một số khác có khi họ đi theo cái kiểu là nó không có cái bảo hiểm đó, thì bây giờ người ta xảy ra đau bụng sao, bị đau ruột thừa hoặc là bị nhồi máu, bị như thế này thế khác, người ta vẫn gọi 911, tức là một cái cơ quan khẩn cấp, và những cái nơi đó họ vẫn đưa cái người bệnh đó đi vào bệnh viện, và bệnh viện vẫn phải điều trị, vào điều trị không phải là qua khỏi cái giai đoạn cấp cứu, điều trị cũng phải cho hết bệnh luôn, tức là phải điều trị rất là bình thường, chứ không thể nói rằng ở Hoa Kỳ không điều trị cho những người không có bảo hiểm. Thì đây là những cái điều nó nói ra không có sự thật và nó rất là xuyên tạc đối với cái chính phủ Hoa Kỳ. Đây là một cái điều mà chúng ta có lẽ là nhiều bạn không thích cái chính phủ Hoa Kỳ, không thích cái chế độ của tư bản như ở Mỹ, nhưng mà chúng ta nhìn nhận về vấn đề y tế của nó phải hiểu được rằng nó phải có những cái quy định rất là chặt chẽ và không có ai bị bỏ rơi ra hết. Thí dụ như mình đi muốn khám bệnh bình thường đó có khi nó khó, nhưng mà đối với những người bị bệnh thì họ không có phân biệt gì hết. Bây giờ anh không có tiền, anh có làm gì có tài sản có này có kia, nhưng mà không mua bảo hiểm thì khi đi vào bệnh viện người ta có thể là ghi nợ và người ta có thể siết nhà mình, bởi vì mình có tiền mà tại sao mình không mua bảo hiểm. Mình không mua bảo hiểm tức là mình ỷ lại với cái sức khỏe của mình và mình nghĩ rằng mình không bị bệnh và mình có thể là đánh cược với cái rủi ro, và mình đánh cược cái rủi ro thì mình có thể là bị ảnh hưởng. Có nhiều người họ đã bị chính cái cơ quan mà họ điều trị cho mình đó, thí dụ như là bệnh viện chẳng hạn, thí dụ như anh ta làm việc là 100.000 Mỹ Kim mỗi một năm nhưng mà không chịu mua bảo hiểm y tế, đến chừng bị bệnh năm đó đi vào bệnh viện và người ta điều trị, người ta đưa về cái hóa đơn là 60.000 Mỹ Kim, và vì không có bảo hiểm người ta phải đòi anh, và người ta vẫn trị anh trước chứ không phải là người ta yêu cầu đóng viện phí rồi mới trị. Cái chuyện đó ở Hoa Kỳ cũng không bao giờ có luôn. Hoa Kỳ lúc nào cũng là phải trị trước người ta mới gọi đòi tiền sau, và khi mà họ đã đòi tiền mình mà mình không trả đó, người ta sẽ đưa ra tòa án và tòa án phán quyết, thì lúc đó người ta sẽ kê biên nhà mình, người ta sẽ kéo nhà mình chứ. Đó là một điều rất là tất yếu, là ngay cả ở Việt Nam giờ cũng vậy thôi, tức nghĩa là gần như tất cả những người công dân được khuyến khích là nên mua bảo hiểm y tế. Và mua bảo hiểm y tế thì lúc nào có số tiền nó cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà vẫn được điều trị và họ điều trị không có cái sự phân biệt gì hết. Có nhiều cái thông tin nói rằng á, theo kiểu họ chê Mỹ và họ nói rằng ở Hoa Kỳ điều trị mà cái kiểu những người không có bị bệnh, không có bảo hiểm y tế đó, người ta cho thử thuốc hoặc là cho những cái thuốc mà thí đó, cái thuốc mà cái dạng như là thuốc mới đưa ra để mà nghiên cứu này kia nọ, đây là một cái điều rất là xuyên tạc, một điều hoàn toàn là nói láo phét, nó không có đúng theo cái thực tế. Bởi vì những cái thuốc mà ngay cả khi mà người ta nghiên cứu thuốc đi nữa, người ta muốn đưa ra thị trường và người ta phải thông qua các cái quá trình khác, thường thì những cái người mà gọi là tiếp thị thuốc đó, họ đến các cái phòng mạch của bác sĩ hoặc là họ đến các bệnh viện họ cho những cái thuốc đó. Tuy nhiên đối với các bác sĩ muốn áp dụng những cái loại thuốc đó đó, có thể là cũng phải theo những quy trình riêng và họ phải được sự đồng ý của các cái bệnh nhân nữa. Hoặc là các cái bệnh nhân khi mà họ nghe một cái tên thuốc nào đó ở bên ngoài, họ muốn là mua hoặc muốn thử cái thuốc đó, họ nói là cái thuốc tiên nha, thuốc đó là tôi nghe nhiều người nói là sạn thận, uống cái đó nó sẽ hết này kia cái nọ, thì mình muốn cho cái thân nhân mình uống hoặc là bản thân mình muốn uống đó, thì mình cũng phải hỏi các bác sĩ điều trị trong bệnh viện là tôi có được quyền uống cái đó hay không. Nếu như không được quyền đó thì cũng không được luôn, bởi vì cái quyền mà điều trị của mình lúc đó là nằm ở trong bệnh viện rồi và bệnh viện đó họ chịu trách nhiệm hoàn toàn và họ phải có cái trách nhiệm với sức khỏe và cái cách điều trị của cái bệnh nhân đó. Và mỗi cái cách điều trị có thể là nhiều khi nó khó đưa ra hai ba cái phương án mà thường thì người ta cũng phải thảo luận với mình, chứ không bao giờ người ta tự quyết định cả. Còn những cái thông tin nói rằng đưa vào đó có khi là thuốc tốt không bao giờ có đâu, cái thuốc cũng tào lao thôi, thuốc là coi như là thuốc thử thuốc này kia, rất là xuyên tạc. Quý vị nói theo cái kiểu là nói cho lấy được, nói để mà câu view, nói để mà coi như là bôi mặt để mà tự nói thôi, đó là cái điều nó không có đúng. Bây giờ quý vị có thể nói là nhiều khi Minh Giang là ủng hộ của chính phủ Mỹ, cái gì của Mỹ cũng nhất cho nên là cố gắng nói, chứ không phải là nói thật thật, không phải đâu. Chúng ta phải hiểu đi, cái Hoa Kỳ nếu như nó mà quá tệ, nó không phải là hạng nhất thế giới, và cái nền y tế của Hoa Kỳ đó không có ai chê là tệ cả. Người ta chỉ nói rằng cái giá mà để mà điều trị của Hoa Kỳ nó quá đắt đi. Đây là một điều thực tế, và chính vì cái điều thực tế này mà trong các cái đời tổng thống trước đây, ngay cả như thời ông Bush, thời ông Obama, hay là ngay cả ông thời ông
Ông Trump cũng vậy, đã đưa ra rất là nhiều có hay không cái sự mà cái nhóm gọi là lợi ích nằm ở phía sau các cái tụi mà sản xuất thuốc hoặc là những cái hệ thống bệnh viện, hệ thống y tế. Và tại sao trong cái ngành này họ thu nhập rất là cao, nhất là những cái người mà bào chế thuốc đó. Chúng ta thấy trong cái việc mà cái cúm gà những năm trước đây, năm 2023 chẳng hạn, thì khi mà làm ra cái thuốc Tamiflu đó thì bán cái sản phẩm rất là cao, cái giá trị rất là cao. Khi đó thế giới phải họp lại và người ta phải có những cái quy định riêng nữa. Thì bây giờ khi mà nghiên cứu thuốc, anh tạo ra các cái sự độc quyền và tạo ra nhóm lợi ích để mà thu lợi rất là cao, và các cái người làm trong cái ngành y chẳng hạn, các bác sĩ hoặc là những cái chuyên viên y tế đó, và ở mức độ mà nó chuyên sâu các thứ này kia nọ thì họ có cái thu nhập trên trời trên biển gì đó. Và chính vì những cái điều này đó, ở Hoa Kỳ họ nói là cần phải xác định lại, cần các cái sự mà bình đẳng lại và cần phải hạn chế bớt những cái thu nhập mà họ cho rằng nó quá đáng, thì có kiểu họ trục lợi trên cái xương máu hay trục lợi trên cái lao động của những người khác. Và chính vì điều đó người ta mới cải tổ trong lĩnh vực y tế, người ta mới cải tổ trong cái vấn đề mà quy định như thế nào là những sản phẩm được bảo hộ bao lâu, được rồi khi sau bao nhiêu năm thì sẽ được những cái hãng khác người ta san sẻ, người ta đưa các cái công thức đó ra để mà sản xuất đại trà và bán giá rẻ hơn cho những người dân. Và đối với các cái bệnh viện của Hoa Kỳ, chúng ta rất là biết rõ những cái nhiều cái bệnh viện thì đa phần họ nằm một ngày có thể thường một vài trăm đô, nhưng mà có những cái bệnh viện họ tính nhiều khi mấy ngàn đô, giống như trong cái trường hợp của ông Flo đó thì những cái ngày điều trị một ngày 50.000 Mỹ kim. Chúng ta thấy là họ trị cái gì mà 1.000 10.000 Mỹ kim, và trong khi cái ngày mà gọi là bao nhiêu các bác sĩ chạy lại hồi sức cấp cứu rồi đi theo dõi bệnh nhân rồi để mà kéo ông ta từ cái sự sống trở thành ngầm, từ cái chỗ này cái chết tới sự sống, thì một ngày 50.000 Mỹ kim. Đối với cái thu nhập ở Hoa Kỳ đi nữa thì 50.000 Mỹ kim cũng là một số quá lớn. Trong một ngày thôi thì bao nhiêu thuốc, những cái loại thuốc bao nhiêu tiền, các bác sĩ là cái gì, anh đưa những cái chuyên viên như thế nào, anh sử dụng máy móc ra làm sao mà nó tới 50.000. Thì thật ra thì trong cái bài báo họ không có nói, nhưng mà những cái vấn đề như thế này đó thì cái bảo hiểm y tế họ phải làm việc với phía bên bệnh viện, và nếu như họ mà chấp nhận chi trả cho những cái bệnh viện như thế này đó thì nó phải là một cái vấn đề mà bây giờ báo chí Hoa Kỳ bắt đầu tranh luận, và họ nói rằng nó quá đáng, nó không thể chấp nhận được. Và cái thực tế á, thì ở mỗi nơi á, họ có những cái cách quản lý y tế rất là khác nhau. Vì phải nói rằng cái người bệnh ở Hoa Kỳ khi mà đi vào bệnh viện thì họ được chăm sóc rất là tốt, nó giống như là đi vào trong cái khách sạn vậy. Và những cái y tá hay là những cái điều dưỡng viên, bất cứ cái gì đi nữa, mình là người thân của cái người bệnh á, mình muốn mà giúp cho người bệnh nhân á, cũng nhiều khi y tá họ cũng không cho nữa, ngay cả các điều dưỡng viên họ cũng không muốn nữa, bởi vì họ nói cái đó là cái công việc của họ. Ví dụ như ngay cả mình muốn thai tả hay là muốn dẫn đi đi đâu, đi vệ sinh hay đi làm cái chuyện này chuyện kia này kia, thì nhiều khi y tá họ nói là cái công việc của họ để cho họ làm. Do đó là khi mà có người thân ở trong cái bệnh viện đó, thì ở Hoa Kỳ thì người ta chăm sóc nói chung là mình không có chê được, theo cái kiểu rất là chu đáo. Còn cái việc nói và phân biệt đối xử hay là về màu da, về cái thu nhập, về cái nghề nghèo giàu hay là vấn đề mà người này người kia, thì rõ ràng là chúng ta đó, nếu mà nói như thế là nó không có đúng, nó không có cái chuyện mà phân biệt. Và ở Hoa Kỳ cũng không có cái chuyện mà đi vào bệnh viện phải đóng cái tiền tạm ứng tháng phí, cái tiền tạm ứng viện phí, hoặc là họ cho cái to rồi kêu chạy ra bên ngoài đi mua đi, hoặc là cái thuốc ở bệnh viện không có bây giờ trị cái thuốc này thuốc tốt hơn phải chịu khó đi mua. Ở Hoa Kỳ mà còn đi nói theo cái kiểu giống như ở một xứ nào đó, thì đây là một cái điều mà phải nói là nó rất là phản tuyên truyền, nó là xuyên tạc, nó không có thật. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay cho quý vị thấy được rằng trong cái việc mà gọi là COVID-19 này thì cái việc bệnh hoạn ở Hoa Kỳ nó rất là nhiều, và cái cách mà điều trị ở Hoa Kỳ theo cái kiểu phát đồ á của cái việc COVID-19 cũng bị người dân họ lên án rất là nhiều, người dân họ cũng chỉ trích. Bởi vì nhiều người nói là tại sao khi mà phát hiện dương tính rồi không có đưa người ta đi trị, hoặc là họ có những cái triệu chứng A, triệu chứng B gì đó lại cứ nói là nó nhẹ và yêu cầu đi ra về nhà, và có rồi những cái trường hợp khi mà người ta trở nặng đó đưa vào bệnh viện thì không kịp, bệnh viện đã không có xử lý trở tay kịp để mà người ta mất mạng.
Cái đó cũng có mà, nhưng mà không phải là toàn bộ. Tuy nhiên thì chúng ta biết là ở luật pháp Hoa Kỳ nó có nhiều thứ lắm, người dân họ kiện những cái vấn đề liên quan đến y tế rất là nhiều các vụ án mà bệnh viện hoặc là các hệ thống bác sĩ đó phải bồi thường có thể lên hàng triệu Mỹ kim. Thì trong cái việc mà COVID-19 này thì những cái người mà bị mất mạng theo cái kiểu là người ta nói ở nóng lạnh sốt này kia nó các thứ này kia nọ mà cứ kêu ta ở nhà đi để lúc nào đó mới cho người ta đi nhập ra viện thì rất có thể là sẽ là có những cái vụ kiện, và những cái vụ kiện đó thì bây giờ đang lúc là rối ren, người ta còn làm nhiều thứ cho nên tòa án họ chưa có giải quyết, và tới đây họ giải quyết có thể là nhiều khi là họ phải được bồi thường, cho nên mới thấy được rằng cái cách làm của Hoa Kỳ đó nó có những cái quy định. Tuy nhiên thì cũng vẫn bị người dân là phản ánh rất là nhiều, người ta cũng đang đấu đá với nhau, họ đấu tranh để mà giành lấy cái điều gì đó nó phải phù hợp nhất và phải tiên tiến nhất. Và ở phía bên bệnh viện thì họ lý giải rằng cái chi phí điều trị rất là cao, cho nên là bây giờ đưa vào nhập viện một cái người mà mới có dương tính thôi, trong khi anh chưa có triệu chứng gì hết, và cái triệu chứng của anh giống như là cảm bình thường thôi, mà thể trọng nó cũng tốt, đi đứng vẫn được, làm việc vẫn bình thường, và nên theo dõi, đi theo dõi cái nhiệt độ, theo dõi những cái triệu chứng, nếu như mà nó nặng hơn thì khi đó báo báo lúc đó người ta mới cho nhập viện. Thì cái nhập viện nó hạn chế từng ngày một luôn. Nói chung là bởi vì cái bảo hiểm của Hoa Kỳ đó, những cái công ty bảo hiểm họ cũng không có muốn là các cái bệnh nhân của họ đó được nằm trong các cái bệnh viện nhiều quá, nằm theo cái kiểu mà điều dưỡng hay cái kiểu nghỉ ngơi, thì họ không chấp nhận rồi. Thí dụ như ở những cái nước mà họ nghèo đói hơn, hoặc là những cái nước mà họ tham nhũng nhiều, hoặc là những cái nước mà họ có cái đặc quyền đặc lợi gì đó, thường thì nhiều khi là những cái người họ bệnh ít thôi, họ cũng muốn vào bệnh viện để mà nằm theo kiểu để được các cái bác sĩ y tá họ chăm sóc, họ có tiền chẳng hạn thì họ cũng muốn nằm hơn. Và chính vì những người mà không có phải là có cái nguy cơ hay là có cái cần can thiệp của y tế mà họ nằm một cái giường ở trong bệnh viện, họ đã chiếm mất cái cơ hội của những người khác và phải làm cho sự hao tốn, ví dụ hao tốn của bản thân của họ không có gì, nhưng mà hao tốn cho phía cái cơ quan gọi là bảo hiểm, thì đây là một cái điều nó bất công bằng. Cho nên là ở Hoa Kỳ họ định nghĩa rất là khác, và họ nói rằng khi có nhu cầu á mới có sự can thiệp, và họ đá cái việc mà điều trị những cái triệu chứng mà bình thường hay là những triệu chứng mà nó thấp á về nhà, người ta gọi là ngoại trú nhiều hơn, chứ còn nội trú là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Thí dụ như những người mà bị đi sanh đẻ chẳng hạn, có khi cũng nằm viện chỉ có những khi một đêm thôi, hoặc là cao lắm là 2 đêm rồi cũng có thể là đi về, ngay cả các cái mổ nội soi các thứ thì có thể là mổ xong rồi 1 tiếng đồng hồ sau khi mà tỉnh tỉnh một chút thì có thể là đưa về, và cái khi mà nằm lại bệnh viện là có vấn đề rồi, rất là nhiều ngày. Giống như cái ông lo này thì chúng ta thấy là nằm viện hơn 2 tháng trời, thì đó là một cái điều rất là nghiêm trọng, và nhất là phải nằm trong cái phòng hồi sức nữa. Nhưng mà nếu mà những cái bệnh viện khác đi thì cũng cái tình trạng giống như chúng ta, có khi cái chi phí điều trị cũng chỉ khoảng chừng 100.000 thôi, nhưng mà bệnh viện này họ với họ kê lên cái con số rất là kinh khủng. Cái điều này mà đưa ra cả thế giới thì người ta mới thấy hết hồn. Nhưng mà đây cũng là một cái điều nó không phải đặc trưng cho cái nền y tế của Hoa Kỳ. Chúng ta phải hiểu được rằng một cái bệnh viện hay là một cái nhóm bệnh viện nào, hay là một cái phiếu điều trị của một cái cá nhân nào đi nữa, nó cũng chỉ phản ánh một phần nào thôi, chứ không phải là toàn bộ những cái trường hợp tương tự là đều như thế hết. Và cũng khẳng định một điều rằng cái người đàn ông này họ có sốc hay là họ có bất ngờ hay là họ cảm thấy chán chường, họ cảm thấy là hối lỗi gì để sử dụng cái số tiền quá nhiều của cái ngân sách theo kiểu tiền đóng thuế của người dân các thứ này kia nọ, nhưng mà thật ra bản thân ông ta trả bao nhiêu trong cái số này mới là vấn đề quan trọng. Và ông ta có bị ghi nợ hay không, có bắt buộc sau này phải đòi ông ta nữa hay không, tức là mình bệnh mình cứ nằm bệnh viện thôi. Còn thật gần như đó, cái hóa đơn người ta gửi đến mình để mình làm tham khảo cho vui thôi, để mình biết là bệnh viện đã điều trị cái gì và những cái điều trị đó có đúng hay không, và người ta tính tiền như thế có đúng hay không, để mình cho biết cho vui thôi. Trong những cái trường hợp khác cũng vậy, có khi là người ta nằm viện chỉ là điều trị một cái vấn đề thông thường thôi, khi mà bệnh viện họ điều trị xong họ phát về cái phiếu lên tới 10.000 Mỹ kim chẳng hạn, thì cơ quan y tế hay là bảo hiểm của mình nó trả hết, nhưng mà họ vẫn báo cho mình biết để mà mình hiểu cho vui vậy thôi, chứ vấn đề mình không có trả. Cho nên là liên quan tới cái vụ việc này đó có nhiều cái ý kiến rất là khác. Nói chung là người ta đánh giá cái y tế của Hoa Kỳ, ngay cả họ trình bày cái y tế của Hoa Kỳ á theo cái kiểu cũng khá là xuyên tạc. Họ nói rằng
ở Hoa Kỳ không có tiền là sẽ chết, không có tiền là không được điều trị, không có tiền là phải được bị uống thuốc thuốc giả hoặc là thuốc tốt, không bao giờ dành cho những người không có tiền, không bao giờ dành cho những cái không có chuyện công bằng ở Hoa Kỳ đâu, đừng có mơ, đừng có tưởng này kia, nói như vậy mà nói được, nhất là những cái kẻ mà ở bên Hoa Kỳ nữa, mà những kẻ tự xưng là như thế này như thế kia nữa, rất là thấp hèn, nói chung là rất là tồi tệ. Những cái đánh giá đó đó nó sai một cách cơ bản luôn. Cho nên là khi mà mình nhận mình muốn đấu tranh đi, mình có chửi Mỹ đi nữa, mình chửi cho nó đúng, mình chửi Mỹ phải hiểu Mỹ, nói chung là ta nói là phải tri kỷ tri Mỹ, khi mà mình chưa biết nó đó thì mình không có đấu được nó đâu. Mình muốn phản bác nó, mình chê bai cái nền y tế tồi tệ của Hoa Kỳ, mình phải hiểu được nó và mình phải hiểu được luật lệ của nó và vì sao nó lại có cái chi phí như thế này, và những cái chi phí đó nó có đúng luật hay không, nó có được phê duyệt hay không, và nó là đặc trưng của Hoa Kỳ hay không. Và những cái đánh giá nói rằng ở Hoa Kỳ thì những cái người bệnh mà trên 65 tuổi có khi là không có bao giờ được điều trị, bị đá ra, nhất là trong cái Covid-19 này, và họ phải lựa chọn những người trẻ hơn để mà điều trị, thì những cái điều đó ở bên châu Âu có thể có, là đối với trường hợp của Ý là trong cái lúc đầu khi mà họ bùng phát lên, nhưng mà đối với Hoa Kỳ cũng có. Cho nên là rất là nhiều vị, thậm chí là những cái vị có cái vị thế cũng được nhiều người lưu ý nhưng mà lại phát biểu rất là sai, thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay, và nếu như các bạn có tranh luận chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề này để mà làm rõ hơn nữa, và xin kính chào quý vị.